成咗一套咁樣，而巴比倫又受咗壓力，因為受受教呢一字。第三個又受膽啦，唔係受錢啦。又受得靚啊！佢又開埋裏邊，仲加落啲傳奇嘢。以前有冇啲？以前有啲，後面啲啊。以前啲，最驚就衝咗。以前我哋啲人受膽嗰啲訓練啲。受咩膽啲唔點啊？受咩膽啲唔點啊？佢攞嚟做撐，向佢人撐啲咁樣。即係受咩膽啊？我傻啊嘛！如果唔係成日受咩膽啲，我啲心啲穿下半一半 stop， 直接我下半 stop 啊！我真要錯單嘅唔係，我真要俾每家結算。你冇條超咧，就唔係講翻呢啲點啲，唔好點先講翻呢啲。但係你收錢唔啱嘅喎，即係我哋全家都啱，全家五嘅嘛分曬。佢話佢超五年，點都還唔超到，點知咧？以前我點知咧？還唔還？我點知咧？你超我？我收咗五億，嗱聽你數，我俾你一張證券卡 ，OK OK。ngoài ra thì ở hiện tại thì trên hai cái so đang có tất cả hơn 800.000 game đang hoạt động, hơn 800.000 game thì số lượng game nhiều như thế nhưng mà tại sao chỉ có một số lượng game không? Thì theo mọi người thì cái yếu tố đánh giá bên thành công là doanh thu đúng không? Mà doanh thu là cái gì đó? User thì ông nào sẽ là ông phải hiểu được cái thị yếu của user là gì, nghĩ ra cái game phù hợp với cái user thì đúng rồi đấy, nó quay chủ đề chúng ta là quay về game designer, và đầu tiên một cái nữa là cách mà game designer chơi game như thế nào. Trước tiên mình xin tự giới thiệu mình là Tùng Trần Thanh Tùng, mọi người hay gọi là công chúa, nên mình để luôn đây tên sách rồi. Thì mình là công ty mình đã làm việc ở đây từ năm 2011, tức là được 7 năm rồi. Và trước đấy thì mình từng làm quê cho 1 năm rưỡi, sau khi được làm gì. Đây là một số game mình đã cùng tham gia, đến đi cùng đi, xong rồi Amazing Spy của em mình rất là lâu rồi. Đấy, mình lấy còn một số game khác nữa. Thì buổi thuyết trình của chúng ta sẽ gồm 3 nội dung. Thứ nhất là game design là gì? Là ai? Tại sao chúng ta cần phải chơi game để trở thành game design? Và thứ ba là một số lời khuyên của mình khi các bạn chơi game. Và ngày sau chắc là cái phần này sẽ có phần khuyên đây. Thì tổng thời lượng của chương trình ngày hôm nay là 1 tiếng. Thì sau khi tham gia cái buổi Atelier Minh này thì mọi người sẽ thu được cái gì? Sẽ hiểu game design thì tôi nghĩ làm gì và làm cái nào kết hợp đủ tốt hơn, có đủ tốt hơn khi mình làm việc. Ngoài ra thì mọi người sẽ nghĩ là cách làm game design tìm kiếm ý tưởng thì là phải chỉ một phần thôi nhé, còn rất nhiều cả khác nữa thì mình sẽ vào. Và để cái buổi thuyết trình này sẽ thuận lợi nhất ấy, thì mong mọi người là không làm việc riêng nhé, là có một tiếng thôi. Thì ông game design là ai? Thì mọi người thường nghĩ là ông game design là như thế này. Mọi người vẽ tất cả những thứ trong game. Cho mọi người thì ai nghĩ ông game design là như thế này? Có gì vậy? Artist đúng không? Mọi người artist. Xuống người khác thì nghĩ ông game design là chỉ một người chơi game khỏe mạnh, người chơi game. Hay là không phải làm cái gì khác nữa. Thì ai cũng nghĩ như thế này. Ai nghĩ như thế này? Thế thì tôi ạ. À có. Nó vui sợ à? Một số người thì kết trong game là làm gì, kết trong game là tấn công mình nào, đúng không? Các bạn cũng ngoài thôi á. Hai người này. Thứ ba này. Thì bây giờ mình sẽ trước khi để tìm hiểu sơ hơn ý, thì mình sẽ có hoạt động nhỏ nhỏ. Thì khi nói về game, mình có nghĩ video game đúng không? Nhưng mà thực chất thì game nó tồn tại xung quanh chúng ta, từ lúc chúng ta phải xin hoạt động trong game để bắt bắt ma, cảnh sát, cướp, kiếp các kiểu, liên ảnh, bắn bi, vân vân, rất là nhiều game đúng không? Thì cái này game, cái câu hỏi này sẽ không chỉ giới hạn liên quan đến video game. Có rằng video game là thể như kiểu bóng đá nào? Thì mọi người thử nghĩ xem là có những game là liên quan đến bóng đá.
工呢？我们的工作，我们卷发，卷发，这里有吗？这里有，这里。米亚，米亚，有其他米亚没有？玻璃，玻璃比较难。好，这个吧。不知道，不知道，不知道，更长了，这样子。You'll block, protecting the racket.